Hello, xin chào anh em, mình là Vinh. Hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một cái chương trình khuyến mại hấp dẫn từ Boss. Chương trình này sẽ gắn liền với một cái sản phẩm mà mình chuẩn bị review dưới đây. Đây là một cái sản phẩm mà mình thấy nó vô cùng hầm hố luôn. Một cái máy khoan mà đầu kẹp mà mình thấy chưa có cái máy khoan nào của cái hãng nào mà nhìn nó hầm hố như vậy luôn. Đó là cái con Boss. Anh em đây, bảo hành 12 tháng dòng Heavy Duty. Cái con này thì mình thấy nó khủng bố anh em ha. GSB20-2. Sản phẩm này là dành cho những anh em nào mà thích xài cui kẹp mà công suất lớn, trâu bò, bền. Đó thì đây là cái sản phẩm dành cho anh em. Cái máy này nhìn thiết kế thì giống như một cái máy khoan bê tông dòng SDS, nhưng nó là một cái máy khoan gài. Và trong cái chương trình này, anh em nào mua hàng tại Store 1 thì sẽ có một cái phần quà rất là hấp dẫn dành cho anh em luôn. Anh em nào mua hàng thì mình sẽ tặng cho anh em thứ nhất là một cái ba lô. Đây, ba lô của Boss. Cái ba lô này thì mình đã giới thiệu cho anh em khá nhiều lần, nhưng mình giới thiệu cho lại chứ ha. Ba lô này là một cái ba lô chống nước nhẹ ha. Phía trước này là nó sẽ chống nước nè. Phía sau nó được làm rất là dày và nó có một cái chức năng là chống trộm nha anh em ha. Tức cái ba lô này người ta muốn mà lấy cái, người ta muốn kéo cái ngăn này để người ta lấy đồ của mình là không có làm được nếu mà anh em để nó trong này. Nó có một cái chân nhỏ để chúng ta có thể đựng đồ bí mật, chẳng hạn như là bao cao su chẳng hạn, ví dụ ha. Rồi ở đây thì nó có thêm cho chúng ta thêm một cái nữa là cái gì? Cái chỗ để chúng ta gắn cái dây USB để chúng ta sạc luôn. Và một cái ba lô đẹp như thế này, nếu mà anh em đi mua ngoài thị trường thì mình nghĩ nó không dưới 300 ngàn một cái ba lô này đâu. Nhưng mà trong cái chương trình ngày hôm nay, anh em mua hàng của Boss thì Store 1 có một ưu đãi rất đặc biệt dành cho anh em. Đó là mình sẽ tặng cho anh em miễn phí cái ba lô này. Đó, anh em thấy không? Cái sự đẹp trai của mình càng thêm đẹp trai khi mình đeo cái ba lô này trên người nữa. Và đặc biệt những anh em nào mua hàng đầu tiên, mình sẽ dành một cái ưu đãi rất đặc biệt cho những anh em mua hàng đầu tiên, đó là mình tặng cho anh em thêm cái nón của Boss. Một cái nón mà mình đảm bảo với anh em cầm vô thôi là giống như là hàng xịn mua ở trong shop, mấy cái shop xịn như đó. Cái nón rất là đẹp luôn, và cái này mình sẽ dành cho hai người đầu tiên. Nếu anh em nào mua đầu tiên thì được, anh em nào mua chậm thì không được nha, mình nói trước. Nhưng cái ba lô này thì mình sẽ được tặng nha anh em ha. Và chương trình này sẽ kéo dài cho 5 người duy nhất đầu tiên mua cái sản phẩm này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem cái sản phẩm đó là cái gì mà có đáng mua hay không. Đây, mình sẽ cho anh em xem ha. Sản phẩm này thì trên thị trường thì cũng không có nhiều người giới thiệu cho anh em đâu. Hồi xưa thì cũng có một bạn nhân viên của mình đã từng giới thiệu cho chúng ta rồi, và cũng bán rồi. Thì bây giờ mình thấy là ok, chắc là anh em cũng có nhiều nhu cầu đó. Cái con này mình nhắc lại, nó sẽ phù hợp cho anh em dạng mà xài đa năng á. Một cái máy khoan mà bê tông, có khả năng khoan bê tông mà là đuôi kẹp. Một cái khoan đa năng, thay vì mình mua một cái máy khoan bê tông có đổi đầu, anh em muốn xài chức năng khoan kẹp anh em phải đổi cái đầu qua, thì cái máy này không phải đổi đầu, mà cái máy này chúng ta xài thẳng cái mũi khoan kẹp bình thường luôn. Tất nhiên cái ưu điểm của nó là rất là nhanh, đa năng, mà chúng ta có thể khoan được nhiều chức năng. Cộng nếu mà chúng ta thường xuyên khoan những chức năng liên quan đến kẹp thì cái máy này rất là phù hợp. Nhưng mà khuyết điểm của nó, nếu mà so ra là với một cái máy khoan 3 chế độ thì nó sẽ không bằng. Cái máy khoan 3 chế độ của chúng ta là nó khoan rất là mạnh ha. Nó có chế độ đục luôn. Còn cái máy này thì nó chỉ là chế độ khoan đục thông thường thôi ha anh em ha. Có chế độ đục luôn nè, vừa khoan vừa đục. Quá dữ luôn anh em ha. Và có hai cái cấp tốc độ. Cái máy này hơi bị ngon đó nha anh em ha. Con này nếu mà công suất của nó là 800W, tốc độ không tải là từ 0 đến 1.100. Còn ở cấp 2 là từ 0 đến 3.000 vòng trên 1 phút, đầu kẹp là 13 ly ha. Và nếu ở cái cấp độ 1 á, thì nó sẽ khoan được khoan tường là 20, khoan sắt 13, khoan gỗ là 40mm. Còn nếu ở cấp độ 2 là khoan tường, tức là cái tốc độ càng nhanh thì cái lực của nó sẽ càng thấp, nên khả năng khoan nó sẽ càng nhỏ. Ở cấp 2 thì nó là, nếu mà khoan tường là 16 ly, khoan sắt là 6 ly, còn khoan gỗ là 25 ly. Và hàng này là hàng sản xuất tại Malaysia. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem gần nha anh em ha. Xem gần, nãy giờ xem xa, giờ xem gần. Đây, xem gần thì đảm bảo với anh em thấy cái máy này nó đẹp quá trời đẹp luôn. Nguyên cái dàn phía trên là bằng nhôm ha. Tại vì cái máy này nó chịu tải rất là nhiều, nên nó sẽ thiết kế bằng nhôm để chúng ta chịu tải ha. Rồi cái này là chúng ta chỉnh tốc độ nè. Có hai cấp 1, cấp 2 ha. Cấp 1 là chậm, cấp 2 là nhanh. Cấp 1 là khoan lực, cấp 2 là khoan mềm hơn. Trên này là dây chế độ búa nè, anh em gạt qua đây là chế độ khoan thường, gạt qua đây chế độ khoan búa, rất là đơn giản và dễ dàng. Đây là những cái thông số của hãng, và phía dưới bên này là cái tem chống giả. Anh em mua hàng thì để ý cái tem này rất là quan trọng luôn. Nếu chúng ta kích hoạt được thì mới là đồ thật, còn không kích hoạt được thì chúng ta sẽ mua đúng đồ giả. Ở đây thì nó có thêm phần giới hạn tốc độ tối đa, cái phần này cũng rất là ok. Một chức năng mà những anh em thợ thầy rất là thích là chức năng đổi chiều phía sau đít.
để chúng ta không cần phải gạt qua gạt lại, hơi khó khăn, anh em dùng ngón tay đẩy lên đẩy xuống thôi nè, anh em thấy không? Hai cái ngón nè, cái chức năng này anh em sử dụng hai, một ngón cái và ngón trỏ nè, gạt xuống nè, qua đây ngón cái nè, ngón cái mà gạt xuống ngón trỏ nè, đó rất là đơn giản ha. Rồi nó có tặng kèm thêm mình cái tay cầm, cái máy này rất là khỏe nên là chúng ta không có tay cầm thì rất là khó làm. Cái tay cầm cụ này phụ này sẽ giúp cho chúng ta khoan nó không có bị trẹo cái tay của mình ha anh em ha. Mình đừng có bỏ cái này qua nha, cái này rất là quan trọng luôn. Rồi mình coi nó còn cái gì nữa không. Cái này cái gì đây, không biết có gì luôn. Đây, đây nó có phần giới hạn tốc độ tối đa. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh, mình chạy thử cho anh em xem nha. Mình sẽ chạy thử cái máy này, coi là cái máy này nó có khỏe hay không, nó có giữ như là nãy giờ mình nói hay không nha. Rồi mình sẽ cho anh em xem nha. Đây là mình có điện luôn, mình gắn điện vô mình thử cho anh em luôn. Con này là sử dụng cái đồng mở này nha anh em ha. Nó có cái đồng mở nè. Đó. Đây, bây giờ mình sẽ thử cái con này, anh em có thể thay cái đầu này được nha. Anh em thay cái đầu này được. Cái ưu điểm của nó nữa là anh em có thể thay cái đầu này dễ dàng luôn. Sau này mình xài nó hư mình thay thôi. Điện này nó không chập, nó chập chờn quá. Kì vậy? Cái ổ điện của mình nó có chế độ khóa ha anh em ha. Cái ổ điện này nó có chế độ khóa nên là mình phải đẩy nó lại. Ok, rồi mình mới nhét nó lại được. Ổ điện này ổ điện chuyên dùng để đi nước ngoài. Ok á, bấm vô nó cứ đẩy lên hoài. Đây là giới hạn tốc độ tối đa nè, anh em sẽ chỉnh ở đây ha. Đây là chế độ khoan bình thường, nó chưa có đục ha, mình đè xuống nó mới đục ha anh em ha. Ổ điện hay ghét quá. Ổ điện hay ghét thiệt luôn á. À quên, mình chưa khóa, sorry. Nó phải khóa bên này nữa. Rồi. Sorry anh em ha, cái ổ điện này mình ít xài quá nên không có biết. Đây. Đó, mới rờ vô thôi nè anh em thấy nè. Dễ không? Rất là mạnh luôn ha. Còn nếu mà chúng ta chuyển qua chế độ này là chế độ khoan thường, là khoan sắt, khoan gỗ này vô tư. Còn anh em chuyển qua chế độ khoan búa là nó đục bá cháy luôn. Cái này là dành cho những em nào xài gọi là xài bê tông rồi ha. Chúng ta sẽ khoan cái máy này rồi đảm bảo với anh em luôn. Quá trời quá đất khỏe. 800W. Mà anh em thấy cái vàng của nó thôi là anh em biết nó thiết kế để làm chuyện gì rồi ha. Làm cho những công việc rất là nặng. Đó. Rồi. Anh em sẽ thắc mắc là cái máy này bao nhiêu tiền ha. Đương nhiên hàng Boss chính hãng và dòng Heavy Duty nữa thì nó sẽ không có rẻ. Nhưng rõ ràng khi anh em mua trong cái chương trình này tại Store Lòng Mọc thì ngoài cái việc là chúng ta mua được một cái sản phẩm chính hãng giá tốt, chúng ta còn được thêm bảo hành 12 tháng cộng thêm là cái gì nữa, một phần quà vô cùng giá trị luôn, vô cùng giá trị luôn. Đó, chỉ có ở Store Lòng Mọc thôi. Cái máy này mình đang bán là bao nhiêu tiền ha mình em ha. Mình đảm bảo với anh em được mua ở chỗ khác nó rẻ hơn thì cái phần quà anh em nhận được cũng không thể nào rẻ bằng đủ cái giá trị bằng cái phần quà của mình đâu. Nó có rẻ hơn nó cũng không bằng luôn ha. Cái này mình đang bán là 2.869.000. 2.869 là mức giá này đã bao gồm 10% thuế rồi, chưa gồm phí vận chuyển nha anh em ha. 10% thuế chưa gồm phí vận chuyển, chỉ có 2.869.000. Đây là mức giá rất là hợp lý luôn cho anh em có nhu cầu mua sử dụng ha. Đây. Đó. Ngon lành chành đào chưa? 2869 nha anh em ha. Rồi, nếu anh em muốn mua cái sản phẩm này thì ngay bây giờ thì chúng ta hãy mua đi, vì đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta sở hữu được cái ba lô này. Mình chỉ dành cho 5 anh em nào nhanh tay nhanh chân, cộng thêm nữa là cái anh nào mà nhanh hơn nữa thì mình sẽ tặng thêm cho anh thêm một cái nón ha. Mỗi một cái máy mình tặng thêm cho anh em một cái nón nữa. Cái nón này Boss tặng cho mình không đội, mình tặng cho anh em thôi chứ không có gì hết trơn á. Và một cái nón như này thì nó cũng tầm đâu khoảng hơn 150.000 nha. Nón này nó xịn nha, logo rất đẹp luôn. Chất liệu cũng rất là ok nè, anh em coi nè. Đó, nó là bằng chất liệu bằng jean nha anh em ha. Giải jean đó chứ không phải là cái bình thường đâu. Nó xịn đàng hoàng, đảm bảo với anh em hãng đã là hãng xịn thì không có tặng đồ giỡn cho anh em đâu. Đầu xịn thì phải đi với hai đầu quà tặng xịn thì nó mới tương xứng ha anh em ha.
Rồi GSB20RN em thoải mái đến store là một có thể coi, có thể trải nghiệm, có thể cầm, có thể thử. Hàng này sản xuất tại Malaysia. Cần hỗ trợ gì anh em cứ hay hành hạ đầy đọ nhân viên của mình không sao hết trơn á. Các bạn sẵn sàng để được đành hay hành hạ và đầy đọ ha. Không mua cũng sao luôn. Coi ở đây mà thấy thích quá mà thấy trong kia bán rẻ hơn quá kia mua cũng không sao luôn, không buồn, không vui, không giận gì hết. Thoải mái luôn ha. Mình ở đây mình thoải mái luôn, coi như có một cái chỗ để anh em coi, để anh em thử, anh được tư vấn là sao em mua chỗ khác, chuyện đó bình thường, cuộc đời nó không có sao hết trơn á ha, không có chết chóc gì ai hết. Rồi ok, địa chỉ mình nhắc lại là 234 Bình Thới, phường 10 quận 11 thành phố Hồ Chí Minh nha. Và nếu anh em không muốn bỏ lỡ những cái video khác từ Store là một thì đừng quên đăng ký cái kênh YouTube của mình ngay bây giờ. Đây click vô đây bạn đăng ký để không bỏ lên video khác. Chúc anh em có ngày làm việc tuyệt vời. Tôi là Vinh, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.